người đứng đầu Luhansk, quân đội Nga không hoàn toàn chiếm đóng vùng Luhansk. Nhà lập pháp Canada kêu gọi Ottawa dẫn đầu chiến dịch loại Nga khỏi G20. Nghị sĩ Litva, chúng tôi không khiêu khích Nga, Nga khiêu khích thế giới. Iran bắt giữ phó đại sứ Vương quốc Anh vì cáo buộc làm gián điệp. Người Hồng Kông ở nước ngoài kêu gọi 163 thành phố cắt quan hệ kết nghĩa với các thành phố Trung Quốc. Không đủ ngoại hối, Bắc Kinh thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 120 tỷ đô la của Hồng Kông. Giá nhà đất chạm đáy, thành phố Trung Quốc đưa ra biện pháp một người mua nhà, cả nhà mắc nợ. Phương Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết tin thế giới trưa ngày 7 tháng 7 của DKN TV. Tính đến ngày 6 tháng 7, quân đội Nga vẫn chưa thiết lập quyền kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ khu vực Luhansk. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô khu vực, nơi quân trú phòng Ukraine tiếp tục gây tổn thất cho quân chiếm đóng. Điều này đã được người đứng đầu Luhansk, Serhiy Gaidai, thông báo trên Telegram. Ông viết, cho đến nay, 100% vùng Luhansk không bị chiếm đóng, bởi vì vẫn còn một khu định cư nơi đang diễn ra các trận chiến, nơi những người lính Nga đang tử trận. Đây là một khu vực rất nhỏ, nhưng giao tranh vẫn diễn ra. Ông Haidai lưu ý rằng trong cuộc tấn công vào khu vực Luhansk, quân đội Nga đã bị tổn thất lớn về trang thiết bị và nhân lực. Đặc biệt, theo ông, điều này được chứng minh bằng việc ông Vladimir Putin mới đây ra lệnh cho phép các binh sĩ tham gia các cuộc chiến ở Donbass được nghỉ ngơi. Đồng thời, ông lưu ý rằng quân địch tiếp tục mất kho đạn mỗi ngày do có những tiếng nổ rất lớn trong hậu phương sâu của các vùng lãnh thổ đã bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine. Trước đó, cố vấn Mikhail Podolyak đã bình luận về việc tạm thời rút lực lượng vũ trang khỏi các vị trí của họ ở Lysychansk. Theo ông, một quyết định như vậy sẽ phục vụ cho sự trở lại của Donbass trong tương lai. Thành viên Quốc hội Canada gốc Ukraine muốn Canada tăng cường sức ép lên chế độ của Vladimir Putin và dẫn đầu một cáo buộc toàn cầu nhằm khiến Nga bị trục xuất khỏi G20. Chủ tịch Quốc hội Canada Alexandra Chixi đã viết thư cho Thủ tướng Justin Trudeau yêu cầu ông thực hiện các bước để trục xuất Nga khỏi diễn đàn của các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Chixi cho biết Nga đang sử dụng G20 như một nền tảng để nói dối về lý do xâm lược Ukraine. Bà lo ngại rằng nếu ông Putin được phép tham dự cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ G20 tại Bali, Indonesia vào tháng 11, thì điều đó sẽ gửi đi thông điệp sai lầm và làm giảm uy tín của G20. Nó cũng sẽ gây khó khăn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi tham dự hội nghị thượng đỉnh với tư cách khách mời. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Jolie sẽ tham dự hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Indonesia trong tuần này, mặc dù người đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự kiến cũng sẽ tham dự. Bà Jolie nói về báo chí Canada rằng bà sẽ không bắt tay ông Lavrov và có kế hoạch sử dụng cơ hội để đưa những lời nói dối của Nga về cuộc xâm lược ra ánh sáng. Bà Trichy cho biết Canada nên thể hiện sự lãnh đạo táo bạo tương tự trong việc kêu gọi loại bỏ Nga khỏi G20. Còn bà Jolie gần đây cho biết việc một quan chức Canada tham dự tiệc chiêu đãi do đại sứ quán Nga tại Ottawa tổ chức là không thể chấp nhận được. Orest Zakidansky, cố vấn chính sách cấp cao của Quốc hội Canada, đã hối thúc Jolie và các ngoại trưởng khác rời khỏi G20 nếu Lavrov phát biểu. Ông nói, không thu được gì từ việc ngồi và nghe một kẻ nói dối đang cố gắng biện minh cho cuộc chiến của Putin. TVP World đã mời Matas Mardukis, nghị sĩ Litva, nói về tình hình căng thẳng giữa Litva và EU sau khi nước này thực hiện các lệnh trừng phạt của khối này đối với Nga. Litva đã quyết định hiện thực hóa các biện pháp trừng phạt của EU cấm vận chuyển một số hàng hóa giữa Nga và vùng ngoại ô Kaliningrad của nước này qua lãnh thổ Litva. Ông Mardukis tin rằng việc thực hiện các lệnh trừng phạt là một quyết định hiển nhiên. Hơn nữa, Litva đã yêu cầu EU làm rõ về cách thức hoạt động của các biện pháp trừng phạt. Do đó, ông cảm thấy khó hiểu. Chính phủ Litva và nhiều người Litva cũng vậy. Tại sao EU lại nói về việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt? Điều quan trọng, các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hành khách và chỉ ảnh hưởng đến 1% hàng hóa được Nga vận chuyển qua Litva. Gói trừng phạt tiếp theo sẽ toàn diện hơn nhiều. Nhưng Nga đang thực hiện một vấn đề lớn từ các lệnh trừng phạt. Điện Kremlin đang cố gắng sử dụng những lời đe dọa để phá vỡ sự thống nhất của châu Âu. Ông Maldekis tin rằng việc lùi lại sẽ gửi cho Nga thông điệp rằng họ có thể đạt được mục tiêu bằng những lời đe dọa và cũng sẽ gửi một thông điệp rất xấu tới Ukraine. Ông Maldekis cũng nói rằng, chúng tôi không khiêu khích Nga, Nga khiêu khích thế giới. Nhà ngoại giao cấp cao thứ hai của Vương quốc Anh tại Tehran được cho là nằm trong số 3 người nước ngoài đã bị Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, bắt giữ vì cáo buộc hoạt động gián điệp. Gilles Whitaker, phó tránh văn phòng đại sứ quán Anh ở Tehran, bị cáo buộc lấy mẫu đất trong một khu vực hạn chế, theo một báo cáo hôm thứ Tư của đài truyền hình nhà nước Iran. Đoạn video do đài này công bố cho thấy đặc phái viên kỳ cựu, người đi cùng với các thành viên trong gia đình, thu thập các mẫu đất ở sa mạc trung tâm của Iran, nơi các cuộc tập trận tên lửa đang được tiến hành. Whitaker được cho là đã xin lỗi vì vi phạm và bị trục xuất khỏi khu vực. Báo cáo của các phương tiện truyền thông không nói rõ liệu ông và các nghi phạm khác có còn bị bắt hay không. Những người đàn ông bị bắt giữ khác được xác định là chồng của tùy viên văn hóa áo tại Iran và Marcel Wojtak, một giáo sư Đại học Ba Lan đang đến thăm đất nước này theo một chương trình trao đổi khoa học. Báo cáo của phương tiện truyền thông Iran hôm thứ Tư cho rằng những người bị cáo buộc là gián điệp đang cố gắng giúp xây dựng một trường hợp mới về các khía cạnh quân sự trong hồ sơ của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Iran đã bắt giữ hàng chục người nước ngoài vì tội gián điệp trong những năm gần đây. Rob McClare, khi đó là đại sứ Vương quốc Anh tại Iran, đã bị bắt vào tháng 1 năm 2020 vì bị cáo buộc kích động các cuộc biểu tình về việc quân đội Iran vô tình bắn rơi một máy bay chở khách Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 7, 19 tổ chức của người Hồng Kông ở nước ngoài đã phát động một chiến dịch toàn cầu, kêu gọi 163 thành phố toàn cầu dỡ bỏ quan hệ thành phố kết nghĩa với Trung Quốc. Hôm thứ tư, ngày mùng 6, tổ chức nhân dân Hồng Kông tại Đức đã ban hành một bức thư ngỏ khác kêu gọi 58 thành phố của Đức cắt đứt liên minh với các thành phố kết nghĩa của Trung Quốc. Những người tham gia hành động này chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng chiến lược ngoại giao này để tiến hành mặt trận thống nhất, xâm nhập và tuyên truyền nội bộ. Tổ chức cũng kêu gọi chính quyền địa phương bảo vệ công lý và các giá trị dân chủ. Bản kiến nghị nói rằng các liên minh đô thị như vậy là một công cụ để Trung Quốc can thiệp trực tiếp và ảnh hưởng đến các vấn đề chủ quyền của các quốc gia khác. Thị trưởng Praha Janek Herich tại Cộng hòa Séc yêu cầu xóa tuyên bố tuân thủ chính sách một Trung Quốc trong thỏa thuận thành phố kết nghĩa giữa Bắc Kinh và Praha, nhưng đã bị Bắc Kinh coi thường và trả đũa kinh tế. Bức thư thỉnh cầu mạnh mẽ kêu gọi 58 thành phố của Đức kết nghĩa với Trung Quốc trước những hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những vi phạm quốc tế ở Đông Turkistan, Tây Tạng và Hồng Kông hãy có những hành động cụ thể để đáp lại lời kêu gọi nhân quyền và phẩm giá và chấm dứt các hiệp định hữu nghị với các thành phố của Trung Quốc. Thứ sáu tuần trước, 19 tổ chức của người Hồng Kông ở nước ngoài đã phát động một hành động phản đối chung toàn cầu, kêu gọi các quốc gia và chính quyền địa phương cắt đứt quan hệ với các thành phố kết nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các hoạt động trải dài ở châu Á, châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương, bao gồm 163 thành phố ở 7 quốc gia tuyên bố hành động chỉ ra rằng các thành phố kết nghĩa đã trở thành chiến lược thâm nhập ngoại giao của Trung Quốc, một công cụ để chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc thao túng thế giới và mở rộng ảnh hưởng của chế độ toàn trị. Tuyên bố hoan nghênh hành động chia tay của một số thành phố Thụy Điển với các thành phố kết nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên bố kêu gọi các chính quyền thành phố trên toàn thế giới xem xét lại mối quan hệ chặt chẽ của họ với chế độ độc tài để đối mặt với sự thật, phản đối việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn coi thường nhân quyền, tự do và dân chủ. Trong những năm gần đây, các thành phố ở các nước phương Tây liên tục đưa ra các sự kiện chấm dứt mối quan hệ thành phố kết nghĩa với các thành phố của Trung Quốc. Ngoài Praha, Gothenburg của Thụy Điển và các thành phố khác đã liên tiếp chấm dứt quan hệ hợp tác với Thượng Hải và các thành phố khác của Trung Quốc từ năm trước. Vào tháng 11, thành phố Arnhem của Hà Lan cũng đã dỡ bỏ mối quan hệ thành phố kết nghĩa với Vũ Hán. Ba trụ cột kinh tế là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng của Trung Quốc đang sụp đổ khiến dự trữ ngoại hối không đủ phân tích chỉ ra rằng chính quyền Bắc Kinh đã lừa đảo 120 tỷ đô la ngoại hối từ Hồng Kông. Ngày 4 tháng 3, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ nâng cấp thỏa thuận hoán đổi nhân dân tệ đô la Hồng Kông do hai bên thiết lập từ năm 2009 lên một thỏa thuận hoán đổi thường trực. Có nghĩa là nó sẽ tiếp tục vô thời hạn và quy mô hoán đổi sẽ được mở rộng đáng kể từ 500 tỷ nhân dân tệ trên 590 tỷ đô la Hồng Kông ban đầu lên 800 tỷ nhân dân tệ trên 940 tỷ đô la Hồng Kông phan công thắng phó thống đốc ngân hàng nhân dân trung quốc cho biết ngân hàng trung ương và cơ quan tiền tệ hồng kông đã nâng cấp cơ chế hoán đổi tiền tệ do hai bên thiết lập thành một thỏa thuận hoán đổi thường trực sau khi nâng cấp thỏa thuận không cần gia hạn và có hiệu lực trong thời gian dài Ngày 5 tháng 7, RFA phân tích do đồng đô la Hồng Kông được cố định với đô la Mỹ sau khi ngân hàng trung ương đổi 940 tỷ đô la Hồng Kông, nó tương đương với 120 tỷ đô la Mỹ ngoại hối. Đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, nhưng tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu chỉ ở dưới mức 3%. Theo dữ liệu từ cơ quan tiền tệ Hồng Kông, tài sản dự trữ ngoại hối của Hồng Kông vào cuối tháng 5 năm 2022 là 465 tỷ đô la Mỹ có nghĩa là Ngân hàng Trung ương đã ngụy trang một phần tư tài sản dự trữ ngoại hối của Hồng Kông, trong khi cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lượng nắm giữ lên 800 tỷ nhân dân tệ. Nhậm Chí Cương, cựu chủ tịch cơ quan tiền tệ Hồng Kông và thành viên hội đồng điều hành cũng tán thành kế hoạch chính thức, nói rằng về lâu dài Hồng Kông nên giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Vì vậy, cần phải nhanh thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, hy vọng rằng đồng nhân dân tệ có thể được sử dụng như một đơn vị giao dịch và một kho lưu trữ của cải trong cán cân thanh toán quốc tế, cả trong vốn vãng lai và tài khoản vốn. Theo số liệu mới nhất do Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước công bố, tính đến cuối năm 2021, tổng dư nợ nước ngoài của Trung Quốc bao gồm cả nội tệ và ngoại tệ là 2.746,6 tỷ đô la, không bao gồm cả khoản nợ bên ngoài của Hồng Kông và Macau. Cuối năm 2015, dự trữ ngoại hối dòng, số dư dự trữ ngoại hối trừ đi số dư nợ nước ngoài vẫn ở mức 2.000 tỷ đô la. Đến đầu năm 2020 đã giảm xuống dưới 1.000 tỷ đô la và đến năm 2021 sẽ khoảng 500 tỷ. Vào cuối quý 1 năm 2022, chỉ còn 381,18 tỷ đô la. Tính đến cuối tháng 5 năm 2022, dữ liệu dự trữ ngoại hối chính thức của Trung Quốc ở mức 31.277,80 đô la. Đường Tân Nguyên, nhà bình luận đặc biệt chỉ ra rằng Trung Quốc cần hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ vốn nhập khẩu mỗi năm, nhưng số dư nợ nước ngoài ngắn hạn phải trả trong một năm lên tới 1.446,2 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, dự trữ ngoại hối không đủ. Trung Quốc có thể lấy nguồn ngoại hối từ xuất khẩu thương mại, nhưng nếu xuất khẩu thương mại có vấn đề thì dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sẽ gặp khó khăn ngay lập tức. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã nhòm ngó dự trữ ngoại hối của Hồng Kông có tin đồn vào năm 2019 rằng dự trữ ngoại hối của Hồng Kông đã được sử dụng bởi chính quyền Trung ương, điều mà cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã phủ nhận vào thời điểm đó. Đường Tân Nguyên tin rằng Tập Cận Bình cũng đang lo lắng cả đầu vì anh sẽ nghe ông nếu không có tiền. Nòng súng và cán dao của Đảng Cộng sản Trung Quốc được sử dụng để tiêu diệt những người bất đồng chính kiến, đàn áp những người trong nước và dùng vũ lực để uy hiếp và vung tiền ra nước ngoài. Nòng súng chỉ quân đội và cán dao đề cập đến hệ thống chính trị và pháp luật. Tất cả những điều này cần phải có kinh phí. Tầm quan trọng của túi tiền được đề cao, vì vậy cần có những công ty lớn và những người giàu có để giúp ông ta làm được cái mà ông gọi là sự thịnh vượng chung. Các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã liên tục phải đưa ra các biện pháp kích thích tiêu dùng đối với thị trường bất động sản, cho thấy đây thật sự là một quả bom nổ chậm đáng gờm đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc một lần nữa trở thành điểm nóng của tin tức. Tối ngày mùng 5, chính quyền đưa ra chính sách mới một người mua nhà, cả nhà trợ giúp, đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi. Ngoài ra, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông gần đây đã ban hành một lệnh giới hạn giảm đối với thị trường nhà ở. Trong hai tháng qua, các chính quyền địa phương đã nới lỏng các hạn chế và đưa ra nhiều chính sách kích cầu, nhưng thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi nhanh chóng. Giá nhà đất của thành phố Đường Sơn rơi xuống đáy, chính sách cho vay mới gây tranh cãi. Trước tiên hãy đến với Đường Sơn, thành phố đang gây chú ý với nhiều vụ việc bạo lực thời gian gần đây. Cái tên thành phố tiếp tục trở thành đề tài nóng khi chủ đề tìm kiếm, giá nhà đất Đường Sơn, giá rơi xuống đến đáy. Xuất hiện trên khu vực tìm kiếm nóng của Weibo ngày 5 tháng 7. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, nhiều nhà đầu tư Đường Sơn đang bán tài sản của họ và số lượng nhà ở cũ đem bán đang dần tăng lên. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi nhiệt sự ảm đạm của thị trường nhà ở mới, thị trường nhà ở cũ cũng không thể có mức cao, thậm chí một số căn nhà hạng sang còn bị bán lỗ. Truyền thông Trung Quốc Sina Finance đưa tin vào ngày mùng 5 rằng đầu năm nay, Đường Sơn đã ban hành một gói chính sách kích thích thị trường bất động sản, bao gồm hủy bỏ các hạn chế đối với việc mua bán nhà ở thương mại, điều chỉnh chính sách cho vay thương mại để mua nhà và điều chỉnh chính sách cho vay quỹ dự phòng. Theo bài báo Đông Quang Ly, một chuyên gia bất động sản ở Đường Sơn cho biết số lượng nhà cũ mà ông đã xử lý đã tăng lên đáng kể gần đây và khiếu giác nhạy bén của ông do nhiều năm giao dịch bất động sản cho biết rằng một số các nhà đầu tư đang rút tiền mặt. Nhiều chủ nhà rơi vào tình trạng bán lỗ chỉ hơn nhau ở chỗ mất ít hay mất nhiều. Ngoài ra, tài khoản WeChat chính thức của Trung tâm Quản lý Quỹ nhà cung cấp nhà ở Đường Sơn đã phát đi thông báo vào ngày mùng 5 cho biết bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, chính sách mới về mua nhà và trả nợ sẽ được đưa ra một người mua nhà, cả nhà trợ giúp. Tin tức này ngay lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Quy định cho hay, ở Đường Sơn, nếu một người độc thân mua nhà bằng khoản vay, cha mẹ của họ có thể hỗ trợ trả khoản vay với tư cách là người đồng thanh toán. Nếu một người đã kết hôn mua nhà bằng một khoản vay, cả cha mẹ của cả hai bên, người vợ và người chồng đều có thể hỗ trợ trả khoản vay với tư cách là đồng thanh toán. Cha mẹ vay tiền để mua nhà, con cái độc thân hoặc con đã lập gia đình cùng người hôn phối của con có thể hỗ trợ trả khoản vay với tư cách là người đồng thanh toán. All Express ngày 6 tháng 5 cho hay, theo thống kê chưa đầy đủ, Đường Sơn là thành phố thứ 14 đưa ra chính sách tương tự trong năm nay. Epoch Times đã tổng hợp các bình luận của cư dân mạng Trung Quốc như sau. Cư dân mạng có tên tài khoản là Lá dụng trong mưa gió nói: đây không phải là cắt rau hẹ nữa mà là nhổ hết sạch rau hẹ. Xã hội Trung Quốc có cách nói cắt rau hẹ bởi vì rau hẹ khi cắt phải cắt tận gốc nên nghĩa bóng là tận thu tới cùng. Hai chính sách hút máu, bòn tiền của một tầng lớp nào đó với tầng lớp bên dưới hoặc mình có thể gây ảnh hưởng. Người dùng mạng tên sản xúc chuyên nghiệp 0325 nói, đây gọi là một người mua nhà, cả nhà mắc nợ. Cư dân mạng Bill Lão Nghiêu cho rằng, đừng hoảng sợ nếu cha mẹ giúp trả nợ không đủ, có thể cho con cái tiếp tục trả nợ, để cha mẹ, cộng người mua nhà, cộng con cái tiếp tục trả nợ. Sau ba thế hệ trả nợ, cuối cùng có thể mua một tổ ấm. Cư dân mạng Luoxi 2007 cho rằng, chỉ bán nhà thì không được, cơ sở vật chất hỗ trợ khác như đường xá, trường học, hệ thống sưởi, đường ống ga đều không theo kịp, còn là những thứ có vấn đề thường gặp nhất ở đường sơn. Sau khi mua nhà, bạn phải bảo vệ quyền lợi của mình, không phải cứ có nhiều chính sách kích thích thì sẽ cứu được thị trường. Sina Finance đưa tin vào tháng 5 năm nay, giá giao dịch trung bình của nhà ở cũ là 11.027 nhân dân tệ trên 1 mét vuông, tương đương hơn 1.600 đô la 1 mét vuông, giảm 0,84% so với tháng trước và giảm 6,65% so với cùng kỳ năm trước. Bài báo cũng cho biết cư dân mạng thang thở rằng hầu hết các thành phố trong cả nước không khác nhau là mấy. Thành phố Trung Sơn ban hành lệnh giới hạn giảm để hạn chế giá nhà giảm 5% mỗi lần Cách đây vài ngày, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông đã ban hành lệnh giới hạn giảm đối với thị trường nhà đất. Theo Sohu, cục nhà ở và phát triển đô thị nông thôn thành phố Trung Sơn và cục cải cách và phát triển đã cùng ban hành thông báo về việc tối ưu hóa hơn nữa giá bán của nhà ở thương mại mới xây vào ngày mùng 4. Thông báo nêu rõ giá nhà ở thương mại mới phải được kê khai cho chính quyền thành phố Trung Sơn, có hai hình thức khai báo là kê khai lần đầu và điều chỉnh giá. Khi xin giấy phép bán hoặc đăng ký bất động sản lần đầu, nhà xây dựng phải kê khai giá bán lần đầu. Nếu muốn điều chỉnh giá trong tương lai thì phải kê khai điều chỉnh giá thông qua nền tảng giao dịch. Thông báo nêu rõ, sau khi kê khai giá bán nhà ở thương mại, thời gian mỗi lần điều chỉnh không dưới 3 tháng, mức giảm mỗi lần không quá 5% giá bán lần trước. Biên độ giao động của giá bán thực tế không quá 15% so với giá kê khai. Đặng Hạo Trí, một nhà kinh tế bất động sản đại lục cho biết trong một bài đăng trên Weibo rằng các quy định mới của Trung Sơn mở ra một kênh để giảm giá hơn nữa. Đánh giá từ tình hình hiện tại, giá nhà ở Trung Sơn vẫn sẽ giảm hơn nữa, nhưng các chính sách mới của Trung Sơn trước đây là tương đối mạnh mẽ, vì vậy dự kiến trong tương lai mức sụt giảm có thể không nhiều. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại không đồng tình với quan điểm của anh, cho rằng tương tự như cơ chế ngắt mạch năm 2015, nó sẽ giảm nhanh hơn. Kích thích mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không cải thiện được thị trường, rất khó để bất động sản làm nền tảng cho nền kinh tế. Theo Epoch Times, trong 20 năm qua, kích thích mua bán bất động sản dường như là phương tiện được thử nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc để giải quyết các vấn đề kinh tế. Các nhà chức trách cho biết vào cuối tháng Tư rằng họ hỗ trợ chính quyền địa phương cải thiện các chính sách bất động sản dựa trên điều kiện địa phương. Các chính quyền địa phương đã nới lỏng các hạn chế và đưa ra nhiều chính sách kích thích khác nhau. Thời báo chứng khoán của Trung Quốc đưa tin vào ngày 21 tháng 4 năm nay rằng, báo cáo của Viện Nghiên cứu e Thượng Hải cho thấy giao dịch kém trong tháng 3 đã dẫn đến việc kéo dài liên tục chu kỳ tồn kho bất động sản ở các thành thị, tăng vọt từ 19,49 tháng vào cuối năm tháng 2 năm 2022 đến 22,7 tháng. Trong đó, thành phố loại 3 và 4 đạt 25,83 tháng, vượt mức cao của thời kỳ dịch 25,18 tháng và lập kỷ lục mới. Chu kỳ tồn kho bất động sản ở Trung Quốc là chỉ số phản ánh tương quan giữa cung và cầu, chu kỳ tồn kho ngắn cho thấy thị trường năng động hơn, chu kỳ tồn kho dài cho thấy không khí ảm đạm khi cung nhiều hơn cầu. Theo Beijing Business Daily vào ngày 29 tháng 4, cuộc họp của bộ chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh tại cuộc họp ngày hôm đó rằng để quản lý và kiểm soát hiệu quả các rủi ro, các địa phương phải cải thiện các chính sách bất động sản và thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, 2 tháng sau, thị trường bất động sản không phục hồi nhanh chóng như tưởng tượng. Viện nghiên cứu E-House Thượng Hải tính toán rằng giá tổng thể của nhà ở thương mại mới tại 70 thành phố đã giảm 0,2% so với tháng trước trong tháng 5. Giá nhà ở đã qua sử dụng còn giảm nhiều hơn. Sina Finance ngày 5 tháng 7 đưa tin bất lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý của Vạn Khoa cho biết tại cuộc họp cổ đông ngày 28 tháng 6 rằng trong quý 1 năm 2022, doanh số bán nhà ở thương mại trong quý 1 và 2, các thành phố cấp 1 giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tháng 4, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Rất tiếc, sự sụt giảm doanh số bán nhà ở thương mại hàng năm ở các thành phố cấp 1 và cấp 2 đã tăng lên 59% và thị trường đã chạm đáy. Hồ Vinh, trợ lý giáo sư bất động sản và tài chính tại trường kinh doanh đại học hồng kông nói với bbc tiếng trung rằng bối cảnh của chính sách hiện tại đang là một mặt nhu cầu tiêu dùng nói chung của người dân chậm chạp và doanh số bán hàng của bất động sản đặc biệt yếu do đó kéo tăng trưởng kinh tế chung xuống thấp mặt khác các biện pháp hạn chế mua và cho vay khác nhau được đưa ra trước đây để hạn chế đầu cơ bất động sản vẫn còn hiệu lực Bà nói rằng giá bất động sản vẫn còn tương đối cao, trong khi tăng trưởng kinh tế nói chung của Trung Quốc đã chậm lại và dịch bệnh đã dẫn đến thắt chặt thị trường việc làm, tiền lương hoặc thu nhập đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực ở một mức độ nào đó. Niềm tin của người dân vào đầu tư bất động sản giảm, gánh nặng áp lực gia tăng, hiện tại chưa thấy rõ tác dụng của đợt kích cầu này. Thưa quý vị, mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.